Xin chào các bạn. Bulgaria nổi tiếng nhất vì điều gì? Chắc chắn đó là vì hoa hồng rồi đúng không nào? Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng ở nước này những năm gần đây, người ta còn đặc biệt chú ý tới một công trình khổng lồ, một đài tưởng niệm mang hình dạng của một chiếc đĩa bay ngoài hành tinh rất đặc biệt. Đó là đài tưởng niệm Buluja. Đài tưởng niệm này sở hữu hình dạng vô cùng đặc biệt và kiến trúc cũng rất kỳ lạ, đã bị bỏ hoang vài chục năm nay nhưng vẫn cực kỳ thu hút khách du lịch từ khắp nơi. Vì sao lại có sự lãng phí kỳ lạ như thế? Ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu câu chuyện với kênh thông tin đó đây nhé. Nếu cảm thấy tò mò và thích thú với nội dung này, các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn ủng hộ cho kênh nhé. Đài tưởng niệm Buluja hay nhiều khi vẫn được biết đến với cái tên đĩa bay hay UFO của Bulgaria, tọa lạc trên đỉnh núi cùng tên Buluja. Vị trí này gần như là trái tim của đất nước Bulgaria, nằm trên dãy núi Balkan, cách thủ đô Sofia khoảng 3 giờ di chuyển. Sở dĩ gọi nơi đây là trái tim của Bulgaria vì nó gần như nằm ở trung tâm của đất nước. Hơn thế nữa, nơi đây còn mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Đây từng là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng giữa quân nổi dậy của Bulgaria và đế chế Ottoman vào năm 1868. Cuộc nổi dậy sau đó thất bại, nhưng đỉnh Buluja vẫn được coi là một biểu tượng của lòng dũng cảm và vì thế mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Những người lãnh đạo cuộc nổi dậy thời ấy là Hadži Dibita và Stefan Karadža vẫn được coi là anh hùng của người dân Bulgaria. Cũng chính vì vị trí đắc địa như thế mà nơi đây được lựa chọn làm nơi xây dựng đài tưởng niệm Buluja. Năm 1974, công trình này bắt đầu được xây dựng và mất khoảng gần 10 năm để hoàn thành. Kế hoạch xây dựng được thiết kế bởi kiến trúc sư người bản địa Georgi Stoilov và được tiến hành bởi quân đội Bulgaria. Ngân sách xây dựng đài tưởng niệm này được đóng góp phần lớn bởi chính những người dân Bulgaria. Nhìn từ xa thì nơi đây thực sự tạo nên khung cảnh choáng ngợp trên đỉnh núi Buluja. Vẻ sừng sững của nó có thể được quan sát từ hàng cây số. Phần thân có hình dạng như một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Bên trên thì có một tòa tháp cao khoảng 100m. Ở bên trong, thiết kế của nó cũng vô cùng ấn tượng. Ở đây có rất nhiều tranh khảm mosaic công phu. Những tấm tranh khảm này được tạo thành từ khoảng 2 triệu mảnh nhỏ khác nhau. Cả một nhóm lớn gồm 60 nghệ nhân đã làm việc cật lực để hoàn thành những bức tranh khảm ấn tượng này. Đây đều là những nghệ nhân tranh khảm hàng đầu của Bulgaria. Phần tranh khảm bên trong công trình này được đánh giá là lớn bậc nhất và ấn tượng bậc nhất tại châu Âu. Ngoài ra, phần mái cùng các kiến trúc xung quanh khiến người ta thực sự phải liên tưởng đến những chiếc đĩa bay khổng lồ của người ngoài hành tinh. Không biết có phải kiến trúc sư của công trình này đã lấy cảm hứng từ đó để tạo nên một quần thể kiến trúc có 102 này không? Tổng diện tích của cả công trình này vào khoảng hơn 1.000m². Thậm chí, ở dưới chân của công trình này, phần phía dưới của ngọn núi Buluja còn có một công trình biểu tượng hai bàn tay đang cầm những ngọn đuốc. Công trình này cũng khá lớn và được nhiều người ghé thăm đầu tiên trước khi lên tới đỉnh để ngắm nhìn đài tưởng niệm Buluja. Tổng chi phí xây dựng công trình này vào khoảng 14 triệu Bulgaria lev, đơn vị tiền tệ của Bulgaria lúc đó, tức là vào khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Người ta nói rằng trong những năm đầu sau khi hoàn thành, công trình này đã đón tới hơn 2 triệu người Bulgaria tới thăm. Năm 1981 mà nó mở cửa cũng là thời điểm Bulgaria kỷ niệm cuộc nổi dậy chống lại đế chế Ottoman và kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đây cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của Bulgaria vào thời điểm đó. Một công trình vĩ đại được xây dựng trên một địa điểm lịch sử dĩ nhiên là rất thu hút với người dân Bulgaria. Thế nhưng bây giờ thì sao? Nó chỉ còn là nơi để những nhà thám hiểm đô thị thực hiện các cuộc hành trình của mình mà thôi. Cùng với đó là những người du lịch tự do tò mò về công trình này. Hàng chục năm qua, công trình này đã bị bỏ hoang hoàn toàn, không được sử dụng để khai thác du lịch hay bất cứ hoạt động nào khác. Ngay cả việc vào bên trong tòa nhà để thăm thú cũng không được khuyến khích. Lý do nằm ở việc đây là công trình biểu tượng của chế độ cũ tại Bulgaria, chế độ cộng sản thời Xô Viết. Đỉnh Buluja chính là nơi những nhà lãnh đạo chế độ cũ của Bulgaria gặp gỡ nhau để rồi sau đó thực hiện cuộc cách mạng và dẫn dắt đất nước trong thời gian cuối thế kỷ trước. Thế nhưng sau khi chế độ cũ sụp đổ, công trình này đã bị bỏ hoang từ năm 1989, tức là đến giờ đã hơn 30 năm hoàn toàn không được ngó ngàng tới. Chính phủ Bulgaria sau này nhiều khi muốn phá hủy công trình này đi vì nó là tàn dư của chế độ cũ, nhưng họ cũng không đủ chi phí và cũng chưa đủ quyết tâm để làm điều đó. Một phần những người dân Bulgaria cũng không hề muốn phá bỏ, vì dẫu sao đó cũng là một phần lịch sử của họ. Với những người yêu thích kiến trúc của nó lại càng không muốn phá bỏ. Cũng vì bỏ hoang quá nhiều năm mà các kiến trúc ấn tượng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Các tấm tranh khảm trên tường bị rêu phong, bị phá hủy. Các kiến trúc khác cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi dấu ấn của thời gian.
Ở bên ngoài, khá nhiều thông điệp xuất hiện trên các bức tường, khiến cho nó trở nên khá loang lổ. Thêm vào đó, nơi này cũng hay bị trộm ghé thăm, nên mọi thứ đã chẳng còn nguyên vẹn. Người ta kể lại rằng nơi này vẫn có bảo vệ canh gác tới những năm 1990. Sau đó khi bảo vệ không còn xuất hiện ở đây nữa, ngay đêm đầu tiên, phần mái bằng đồng đã bị đạo trích khoáng sạch. Kể từ đó, công trình này đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Chính phủ Bungary đã phải niêm phong các cửa ra vào công trình này để tránh trộm cắp hoành hành. Nhưng với những tên đạo trích hoặc với những người ưa khám phá mạo hiểm, họ chẳng hề gặp nhiều khó khăn để vào bên trong, vì công trình này có rất nhiều lỗ hổng không thể nào lấp kín được. Tất nhiên, giờ thì nó chẳng còn nhiều giá trị để mà trộm cắp nữa. Sau một thời gian dài bỏ hoang như vậy, công trình này cũng không còn vẻ đẹp kỳ vĩ như trước, mà chỉ còn là một đống hoang tàn. Nhưng nền móng và kết cấu cơ bản của nó thì vẫn rất vững chắc. Mấy chục năm trôi qua không được đoái hoài tới, nhưng nó vẫn còn rất chắc chắn. Vài năm gần đây, khi thông tin về công trình này xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, số người đổ về đây thăm thú bắt đầu nhiều lên. Cần phải biết rằng nơi đây hoàn toàn không có dịch vụ du lịch, lại ở trên núi nên du khách muốn đến đây thì chỉ có thể đi tự túc mà thôi. Vẫn có đường dẫn lên để các phương tiện di chuyển, nhưng với nhiều người yêu thích đi bộ leo núi, họ thích leo bộ từ dưới chân núi lên hơn. Đến đây, người ta cực kỳ thích thú với phong cảnh hùng vĩ. Ngoài ra, đây cũng là nơi có thể cho sinh ra nhiều bức ảnh sống ảo đặc biệt. Các nhà nhiếp ảnh cũng rất thích thú với nơi này, một công trình mang dấu ấn của thời gian. Những tưởng công trình này cứ thế chìm vào quên lãng thôi, cho đến khi nó xuất hiện trong danh sách 7 di sản đang bị đe dọa bậc nhất tại châu Âu. Danh sách này được đưa ra bởi tổ chức di sản Europa Nostra. Từ đó, bắt đầu xuất hiện những lời kêu gọi đại tu công trình này. Chính phủ Bulgaria đương nhiên là lưỡng lự với những đề xuất này. Nhưng nhiều ý kiến của người dân được đưa ra, họ coi đó là một phần lịch sử và chấp nhận sự tồn tại của nó. Vậy là kế hoạch tái thiết được chấp thuận. Một quỹ mang tên Getty đã quyên góp được vài trăm nghìn đô la Mỹ để tái thiết công trình này. Ngay cả kiến trúc sư ban đầu của công trình, ông Georgi Stoilov cũng tham gia vào dự án tái thiết này. Kế hoạch tái thiết bao gồm khôi phục kết cấu công trình và đặc biệt là khôi phục những tấm tranh khảm trên tường đã bị thiệt hại rất nhiều trong thời gian bỏ hoang. Nhóm 18 nhà khôi phục được thành lập. Nhóm này là một nhóm quốc tế tập hợp từ các quốc gia như Đức, Hy Lạp, Thụy Sĩ và chính Bungary. Công việc này được đánh giá là rất nhiều thách thức vì phần tranh khảm đã bị thiệt hại quá nhiều. Hơn nữa, thời tiết lạnh tại đây và dịch bệnh xuất hiện cũng khiến công việc bị ảnh hưởng. Nhưng sau một thời gian, dần dần quỹ khôi phục công trình này đã được quyên góp nhiều hơn. Nhiều người đến thăm công trình này trong quá trình tái thiết cũng sẵn sàng đóng góp một khoản giống như là phí tham quan để giúp dự án có thêm nguồn tài chính. Thậm chí một số dịch vụ du lịch cũng đã mọc lên để đưa du khách tò mò tới thăm công trình này. Dù nó khá đắt đỏ vì chi phí di chuyển, nhưng nhiều du khách đã không ngần ngại đầu tư để được thỏa mãn sự tò mò. Công trình này đã ngày một sống dậy, dù kế hoạch có mở cửa hay không thì vẫn còn phải xem xét rất kỹ. Đại diện dự án nói rằng có thể sang năm 2022, khi các kế hoạch tái thiết hoàn tất thì sẽ xin phép mở cửa để công chúng vào thăm. Nhưng điều đó vẫn chưa thể chắc chắn. Dù sao thì công trình vĩ đại một thời này của Bungary sẽ không rơi vào quên lãng như sự lo ngại của nhiều người. Nó đã được cứu và nhiều khả năng sẽ sống dậy. Dù vẫn còn để lại nhiều tranh cãi trong chính người dân Bungary và nó sẽ mang hình hài gì trong tương lai đây, nhưng chắc chắn nó sẽ là một phần lịch sử của đất nước này. Một phần lịch sử mà họ không thể nào quên được. Còn với những người yêu thích du lịch, yêu thích khám phá, đây thực sự là một công trình đáng để thăm thú nhờ kiến trúc đặc biệt và địa điểm cũng rất thu hút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin đó đây. Nếu cảm thấy thích thú với nội dung này, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn đồng hành cùng với ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.